Hello, cả nhà ơi, cho kênh Săn Bắt Loài Nói đầu tiên thì xin chúc cả nhà một ngày được dồi dào sức khỏe cả nhà ơi. Thì cả nhà hôm nay kênh Săn Bắt Vĩnh Long lại đi tiếp tục thăm ngày thứ hai nha cả nhà. Thăm 7 hôm nay thì thăm 40 cái. Đó. Thì đây cho cả nhà xem đồ dụng cụ này. Đây là lúa nha cả nhà. Nó còn đây thì lợp mình đem theo 8 cái cả nhà ơi. Đem theo 8 cái đặt thêm nha cả nhà. Đó. Ở bên đó ba, bên đây năm nha cả nhà. Nó cũng dàn lợp này, ba cái lợp cũ không mình cuốn bên kia mình đem về nha cả nhà đặt. Còn chuột với túi lưới rồi nằm trong đó cả nhà. Mình không có dạch ra được. Có con tài một và thằng Vũ nó cũng lại thăm cái đầu tiên luôn đó cả nhà ơi. Rồi, lại thăm cái đầu tiên luôn đi con Vũ ơi. Có lấy lúa chưa? Chưa. Rồi, nó chào cả nhà cái luôn đó Vũ ơi. Hello cả nhà nha. Đó, bữa nay nghe câu chào nhìn thấy cũng thân thương dữ rồi đó. Thương ta dễ thương đó. Nó Vũ lại thăm cái đầu tiên luôn nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, kênh Săn Bắt Vĩnh Long có gì sơ sót á, thì mong cả nhà bỏ qua giùm nha cả nhà. Thì không có thì vô bình luận á, comment á, đặng cho mà kênh Săn Bắt rút kinh nghiệm nha cả nhà. Nói chung kênh mình cũng còn non nớt lắm nha, cả nhà thông cảm nha. Rồi, cái đầu tiên vô luôn kìa cả nhà ơi. Mà vô cái con rắn chết luôn rồi. Tiêu rồi cả nhà ơi. Cái đầu tiên không may mắn ăn à. Ghê quá. Rồi xuống dưới thăm cái luôn đi Vũ ơi. Thăm cái tiếp nữa cả nhà, ở đây có hai cái. Nói xuống dưới thăm ở dưới á. Tại thì cái nguyên nhân là mình không đi theo Vũ là sao biết không cả nhà? Tại mình cái cây chống rung mình cũng chưa có lấy về nữa cả nhà ơi. Cái chống rung mình vẫn còn đang đi bảo trì nha, cho thợ nó cho báo là chưa xong nha cả nhà. Nó cho nên mình đi theo cái chế độ cái màn hình nó rung quá cả nhà, coi chóng mặt chứ lắm. Đó, rồi cho nên mình không đi theo. Ngày hôm qua thì thăm 50 cái cả nhà, bữa nay thăm 40 cái nha. 40 cái mình đem theo là 8 cái nữa là 48 cái. Nên bữa nay mình tính đem theo chục cái mà nhưng không đủ lợp cả nhà. Còn mấy cái kia nó hư tiêu rồi, tính đem cho chẳng 50 á. Chết luôn hả? Rồi, Vũ đi vô cả nhà, chết luôn rồi. Hai cái đầu tiên thì một cái đầu tiên thì dính nha cả nhà. Dính nó thì không ăn được nha. Còn cái thứ hai thì chết còn nguyên con chuột luôn. Rồi, bây giờ để xử lý cái lợp đó rồi đặt lại rồi đi thăm tiếp tục nữa nghe cả nhà thân thương ơi. Rồi, tới cái lợp nữa cả nhà ơi. Đâu? Dưới lỗ đó. Chân chó đó. Trước. Chân chó gom gom á. Ừ. Ấy đạp. Thế hả? Ôi chất ngọt luôn rồi cả nhà ơi. Còn nguyên chuột luôn hả? Còn nguyên chú chuột luôn cả nhà ơi. Không vô rồi. Im quá. Tại điểm này điểm mới nha cả nhà. Điểm này là cái điểm mới. Mới đặt cũng chưa có hơi gió gì trơn cả nhà. Có tua sau thăm qua mai nó có kết quả tua này thì hên xui thôi nha cả nhà. Rồi, đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà thân thương ơi. Tới cái bẫy luôn cả nhà ơi. Xuống chân gốc dừa đó đó Vũ ơi. Mình đem theo mấy cái nha cả nhà. Đem theo mấy cái đó. Lúc dưới á. Nặng nề không? Ui chất ngoe luôn cả nhà ơi. Im quá trời luôn rồi. Ngoe. Điểm này điểm mới im lắm cả nhà. Rồi chết luôn rồi, đi thăm cái tiếp tục nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi tới cái lợp luôn cả nhà. Đủ vô thăm cái lợp. Chết nữa hả? Trời ơi, này gì trời đâu. Gì trời. Sống không? Sống là sống. Nè cả nhà. Đây nè. Trời ơi là trời. 4 con rồi. Nãy giờ 4 con cả nhà không có quay á cả nhà. Con này là con thứ tư á. Con đầu tiên có quay phải không? Hai con thứ hai không có quay cả nhà. Rồi con này con thứ tư nè. Là chết đó cả nhà. Nãy giờ chết. Cũng gắn kẹt đầu này tính cho nó gắn 3 đi cả nhà. Là chết 4 con cũng có hai lạng. Thôi giờ xử lý cái đi thì đặt lại thăm cái tiếp theo nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi cả nhà ơi, tới cái lợp luôn cả nhà. Ở dưới cái tàu lá chuối đó.
Cái gì vậy? Chết chuột tiêu rồi cả nhà. Chết quá coi. Ôi à, cái câu chết chuột không có quyền thổi cả nhà. Rồi, chết chuột thiệt chứ không phải chết chuột gắn à. À, bây giờ vô chuột hoặc là đi thăm cái tiếp tục nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi cả nhà tới cái lò thăm cái lợp luôn cả nhà ơi. Nãy toàn là chuột chết, chuột gì đâu không, sát bên luôn. Cái gì? Hành hay gì? Hành. Hành cả nhà ơi. Chết mình mới thấy được con. Nãy giờ mới thấy luôn cả nhà ơi, chết không luôn. Trời ơi. Quá trời lội đổ mồ hôi cho cả nhà. Chết thúi ình không kìa. Hai lạng không? Hai lạng. Hai lạng cả nhà. Ba lạng luôn á. Ừ. Nè cân cảnh cho cả nhà xem nè. Đó. Con đầu tiên cả nhà ơi. Rồi có mừng rồi. Nãy giờ chết không cả nhà ơi? Nãy giờ chết mấy con rồi chú? 5 con. Nãy giờ chết 5 con cả nhà. 5 con cái này không à. 5 con lớn vậy không luôn á. Mà sao con này không biết có mới vô cái gì ha. Trời ơi. Quá chủ cả nhà ơi. Mồ hôi mồ háng gì nó ra quá trời luôn rồi. Ôi. Hôm nay không biết sao đây cả nhà ơi. Giờ nói chung là vậy cả nhà. Có cũng đăng mà không có cũng đăng nha cả nhà. Mà nhưng bữa nay có mà bị chết nhiều quá cả nhà ơi. Nãy giờ á, nãy cũng mất, hồi nãy giờ cũng mất một ngựa cả trên ký hả Dung? Nãy giờ cũng mất trên ký rồi cả nhà. Nãy giờ chết quá trời luôn. Không có quay hết cho cả nhà xem được tại mấy cái bẫy gần chỗ nhà đồ của người ta đó. Lợi thăm nó chết rồi xử lý luôn. Còn mấy cái nào mà chống xa xa nhà quay cho cả nhà xem. Chứ để mất lợp cả nhà. Lợp mình cũng cực lắm. Rồi. À, để Vũ bỏ con chuột vô đặt lại rồi đi thăm cái tiếp theo nữa nhà cả nhà thân thương ơi. Tới cái lợp luôn cả nhà ơi. Bên đó Vũ không có lấy lúa qua sao? Bên kia. Mình chú cắt cỏ rồi cả nhà. Đó, qua đồng ruộng xanh dần cả nhà. Đó. Vũ qua thăm cái lợp đó cả nhà ơi. Cả nhà vô cái điểm này có cũng 3-4 cái gì đó cả nhà mà mình quay với sát nhà người ta không cả nhà. Sát hè không à. Bên kia, cái góc bên kia á. Ừ ngay đó đó. Sát hè không à, ví dụ có dính đồ này kia rồi mình quay cho cả nhà xem thôi nha cả nhà. Thì nói chung mình nói chuyện hơi nhỏ tí cả nhà thông cảm nha. Đó. Vậy? Chết quá rồi cả nhà. Chất ngoặt. Đây vô cái điểm bên đó đó cả nhà. Nó thấy không? Dài nó đó. Đó. Chân cái mí giường là lòi đó, mình đặt trên đó, đặt dài vậy đây. Đó. Rồi chuẩn bị mình đi vô đó mình thăm đó cả nhà. Rồi, bắt đầu đi nha cả nhà. Thiền Vũ nó thăm cái lợp đó ngay đó đó, chân cái nó ló cái lưng đó. Cái vỏ sách đó. Thì cũng chất ngoặt rồi cả nhà. Rồi giờ bắt đầu mình đi qua anh kia thăm nha. Trong đó 4-5 cái gì đó cả nhà. 3-4 cái mình nhớ cũng không rõ. 3-4 cái hay 4-5 cái thì cũng quên nè. 4 cái gì vậy. Rồi đi nha cả nhà. Rồi tới cái lợp luôn cả nhà. Trước đó đó. Vũ xuống thăm lợp. Chân đạp. Cái gì vậy? Hành chỉ nữa cả nhà. Cậy có được rồi hành. Lên nó gột mà nhẹ bóng. Đừng có la hung sát nhà không à. Hung này sát nhà không cả nhà. Có được rồi. Được không? Nó 4 lạng luôn chứ hành chỉ gì vô. 4 lạng luôn cả nhà ơi. Hai tên quay số. Nó hai em nữa nha cả nhà. Nay đi sớm giờ được hai em quay số đó cả nhà. Được hai tên quay số rồi. Hai em. Nó nãy giờ cũng thôi cũng bột bộn rồi cả nhà ơi. Mới ra gài hai con này nè. Nữa. Rồi, xử lý nhanh đi đang đi nè. Cú đôi. Cú đôi. Rồi nha cả nhà. Tiếng đầu tiên chiếc. Cái này cũng vô mấy cái này cũng may mắn cả nhà. Mới có một cái đầu tiên nha cả nhà. Thấy có hương phấn rồi đó. Coi kìa.
tao lấy cái đầu gối ra Dũng nè, để chứng tỏ cho cả nhà xem nè. Nó cả nhà thấy không, nó ỉa tùm lum ra ngoài cái miệng lợp nè cả nhà. Đó. Vô rồi, giờ đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi cả nhà ơi, Vũ bắt cái ngô hành đắng cả nhà. Đó. Con cũng nhỏ cả nhà, tại có anh ta là nhậm lúa. Nhậm lúa hả ông chú? Con chú nhậm lúa cả nhà. Đó. Nông dân là vậy đó nghe cả nhà. Đó. Xạ vậy rồi đâu có vậy, bỏ vậy là có ăn đâu. Phải còn dặm. Rồi bón phân. Rồi xịt thuốc. Cực lắm. Đó. Nông dân là cực nhất luôn cả nhà ơi. Mà vậy mà tới vụ thì một công là trung bình được nhiêu hả chú? Chịu ngoài nha cả nhà. Thì một công này là 1.000 mét vuông phải không chú? À. Công đất ở nhà nông làm vậy là một công là 1.000 mét vuông nha cả nhà. Là một công á. À. Hiện công mà làm trung bình là mình làm trúng nhất luôn là được bao nhiêu hán chú? 40-50 vạn nha cả nhà. Dạ. À. Mùa đông sưng á ha. À, mùa đông sưng á cả nhà, mùa nắng á là ăn công được 45 dạ nha cả nhà. Dạ thì nó 20 kg nha. Đó. Thì công thì cũng lời được triệu ngoài vậy cả nhà, triệu hai chi phí rồi hết trơn rồi á. À. Cho cả nhà xem cái cảnh đồng ruộng cực lắm cả nhà ơi. Thấy lúa lên xanh vậy thấy cũng bỏ tiền công ra nhiều dữ lắm rồi đó. À, bỏ công rồi bỏ tiền ra nè, cái thứ nhất. À, xới rồi xạ, ủa xới rồi chạc lại cho bằng là đủ thứ hết trơn. Thôi giờ cũng bắt gắn ra rồi cả nhà, giờ đi thăm tiếp tục nữa cả nhà. Đó ông nha, ông anh vậy đó, mình đâu có phô trương mà để nói chuyện mà bắt gắn được nha cả nhà. Cả nhà thông cảm nha. Rồi cả nhà ơi, Dũng mới thăm cái lợp dính gắn cả nhà ơi. Sát nhà luôn, sát hẹn ta luôn cả nhà. Nè dách chuồng heo nè cả nhà thấy không, cái nhà bên đó đó. Sát bên luôn kìa, cái dách tường này cả nhà thấy không? Nó. Thấy không? Nó cả nhà. Không được nhất. Hút thuốc đi. Cho miệng hơi nữa. Nhìn gắn này gắn chắc gắn nhị quá hay chung. Ừ. Được 5 lạng không? Được. Đó, 5 lạng cả nhà ơi. 5 lạng. 5 lạng cả nhà ơi, cận cảnh cái ơi, cận cảnh cái. Đó, cả nhà ơi. Đó. Vô đây có lý rồi cả nhà ơi. Nãy giờ vô đây ba cái dính ba con, cả nhà không biết còn mấy cái nữa cả nhà. Bữa mình đặt mình không nhớ nữa. Tại bữa nắng quá trời cả nhà ơi. Nắng cái hết thấy đường đi luôn á. Đặt chỉ nhớ cái chỗ vậy thôi chứ không nhớ là bao nhiêu cái. Nãy giờ không chết cũng bồn hả Dung? Không chết được cũng có lý rồi cả nhà. Chết quá trời, kẹt nổ chết quá trời luôn. Nó Vũ bỏ chuột vô rồi cả nhà. Giờ đặt lại cái đi thăm tiếp tục cả nhà thân thương. Tới cái lợp luôn cả nhà. Đó đó. Ừ ngay đây nè Vũ ơi. Đây nè, lộn đây nè, lộn cả nhà ngay đây nè. Ừ dưới đó đó. Gì? Hành chỉ nữa hả? Dính nữa cả nhà, điểm này điểm dữ rồi, đâu coi. Nhỏ nha cả nhà, kệ nó có được rồi. Còn nó ấu chuột làm lưng cho cả nhà. Tải có tải đi. Dính đều gan luôn trời. Coi cái mặt cười cười cái cây. Nó vẫn đóng con bự bự nữa nè. Đó cả nhà. Lạng gửi hả? Lạng cho có. Kể có được rồi. Có hơn không? Để chết cái uống không?
Rồi lại một em hạnh nữa nha cả nhà. Hôm nay có lý cả nhà, tính đầu tiêu rồi, tính đầu xong luôn rồi. Rồi để anh Vũ nó bỏ con chuột vào lọt rồi đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi tới cái lọt luôn cả nhà ơi. Xuống thăm sát bên nhà ta, mấy bên kia, trong kia, trên kia. Lọt. Hay chặn cái trên đó đó, trên mé. Ừ. Lúc đây hả? Ừ. Có gì không? Hả? Ngoe luôn cả nhà. Nè, thọt lấy đi. Cái này ngon quá trời, nó không đúng cả nhà. Đợt sau thế nào cũng lụm con bành kia. Rồi, chết luôn cả nhà. Này, cho cả nhà xem đồng ruộng nha. Đó. Rồi cả nhà chạy vô trống thăm 4 cái nữa hả Vũ? 4. Mày 3 phải không? Bữa Vũ đặt 3 cái, mình đặt cái cả nhà. Còn 4 cái nữa kết thúc chuyến thăm ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi, tới cái lọt luôn cả nhà. Như đó đó. Có lấy lúa vậy? Quét hả? Chút quét rồi cả nhà. Cái này còn điểm này còn 4 cái cả nhà. 4 cái mà thăm này, cái này cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên chất quạt rồi cả nhà. Im quá mà không dính. Rồi đi thăm tiếp tục nữa cả nhà, còn 3 cái nữa nha cả nhà. Tới cái lọt luôn cả nhà, Vũ vô thăm luôn cả nhà. Nắng quá trời cả nhà ơi, hốc quá trời hốc rồi. Rồi. Nghe cái gột rồi. Nghe cái gột rồi cả nhà ơi. Cái thứ hai cả nhà ơi, chất ngọt luôn rồi. Còn 2 cái nữa. Rồi bữa nay thấy mồi thất thu rồi. Im vậy đó mà không dính hả? Rồi cũng chết rồi cả nhà ơi, giờ đi thăm tiếp 2 cái nữa nha cả nhà. Rồi tới cái thứ ba luôn cả nhà ơi. May mắn gì không? Không luôn. Chất ngoạc luôn hả? Trời ơi chết chuột tiêu cả nhà ơi. Rồi xong luôn cả nhà, 3-4 cái rồi, 3 cái rồi, nhìn thấy không có kết quả gì chứ. 4 cái này là cái sao đặt cái đặc điểm không á cả nhà. Mà không dính luôn rồi. Không dính cái nó mệt sao đâu quá ta ơi, nắng quá trời nắng. Rồi còn cái nữa đi thăm luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cái này nữa cái cuối cùng luôn nha cả nhà. Vũ nó lấy lúa xuống nó thăm kìa. Thấy không? Luôn nó mất tiêu rồi. Trời ơi nó gục sạc sạc trong đó cả nhà. Rồi chết luôn cả nhà. Xong luôn rồi, cái cuối cùng cũng xong luôn. Rồi, còn chuột luôn hả? Vũ. Chuột còn sống luôn hả? Chuột còn sống luôn cả nhà. Rồi. Hên quá còn sót được con chuột. Rồi để ra ngoài đi rồi mình tổng kết số gắn cho cả nhà xem nha cả nhà thân thương. Rồi, cả nhà ơi. Giờ tổng kết cái số gắn cho cả nhà xem nha. Nó. Trời ơi, này trúng mánh nè. Cũng được ký 6 cả nhà ơi. 16 ký. Chưa để cận cảnh cái này. Cho nó lấy nét cái này. Ký 6 nha cả nhà. 16 ký. Nó được 1 ký 6 nha cả nhà thân thương ơi. 16 ký chữ ký còn 15 ký. Nay vô rồi. Thì cũng như là 1 ký 6 chữ cái túi lưới đó 100 gram nha cả nhà. Đó, chữ túi lưới xanh xanh đó đó. 100 gram. Nay không chết được thì 3 ký rồi. Cũng còn được là 1 ký rưỡi nha cả nhà. Đó. Thì nếu mà bữa nay không chết là cũng bộn rồi cả nhà ơi. Không chết là có thể là gần 2 ký mấy 3 ký luôn hả Dũng? Tại chết quá nhiều cả nhà, kẹt đầu chết quá trời luôn. Với hai nữa chuột cắn á. Chuột bự quá cắn chết trong lòng luôn. Đó. Chết nãy 5 6 con hả Vũ? 5 6 con. Đó, 5 6 con mà con 2 lạng mấy, 3 lạng không á cả nhà. Rồi hồi nãy mình đem 8 cái đó cả nhà. Mình chưa có đặt hết nữa. Còn mình thăm cũng hết rồi mà nhưng bây giờ thì còn 2 cái này mình lựa 2 cái điểm kẽn kẽn mình đặt nữa cả nhà ơi. Rồi ngày hôm nay thành quả cũng được cái gửi cả nhà, khấu trừ đó chân cũng còn được cái gửi nha. 25 con chuột. Đó. Thì cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt Vĩnh Long thì mong cả nhà ủng hộ nha cả nhà. Đăng ký kênh và để nhận cái video mới của kênh Săn Bắt Vĩnh Long nha cả nhà. Đó. Thì ngày hôm nay thăm thì cũng hồi sáng đem nhiêu? Chuột. Chuột á. 25 con. 25 con đó cả nhà. Thì 25 con thì mình bỏ hết 8 cái này là cũng còn 20, ố còn mười mấy. Mình bỏ chuột vô á, chuột cái nhà, chuột mới 8 cái lập này nè. 17. Ừ,
đó, thì còn 17 con thì còn lại là 2 con đó, thì cũng tốn hết 15 con nha cả nhà, tốn hết 15 con đó. Thì chúc cả nhà xem cái đoạn video này vui vẻ, cả nhà thân thương ơi. Rồi bye cả nhà luôn nha, hẹn cả nhà cái tập mới nữa của kênh Săn Bắt Chính Long luôn nha. Vậy là ngày mai mình đi thăm hả, mình đi cuốn chú mai đi thăm nữa nha cả nhà. Rồi cả nhà đón xem nha. Rồi chào cả nhà luôn Vũ ơi. Chào nha, mai gặp. Chào nghe, mai gặp, nói tiếp. Thôi chào cả nhà gì luôn á gì. Chào luôn, mai gặp. Trời ơi, nói chuyện kỳ vậy ta. Thôi vậy cũng bye cả nhà luôn nha. Có gì bỏ qua cho kênh Săn Bắt nha cả nhà.